Ivy. Come here.
It's over here. Don't worry, Titi. Trồng những cây này là không chỉ cắm vào đất bùn mà còn phải cắm vào đất cứng nữa thì nó mới giữ được cái gốc chắc, nên trồng cái này cắm xuống đất không. Khác với người bình thường thêm một chỗ nữa là em có thể thở bằng lỗ mũi dưới nước. Hai bốn năm em không có bị sặc nước, em có thể uống nước bằng lỗ mũi. Em đã làm cho các học trò của em thấy kinh tởm. Giờ em mới nhớ rồi. Hô hấp qua lỗ mũi giúp cho cảm thấy thoải mái. Trời ơi, thằng này nó thoải mái hơn em nữa mọi người ơi. Nãy giờ nó bắt rạm nó ăn viết luôn. Em còn một đống đây.
không có bị dơ nước. Các học trò của em khi xưa cố gắng học bơi tiên cá để làm cho em vui, cố gắng biểu diễn lặn, về nhà thì bị viêm tay giữa luôn do nước hồ bơi dơ và nước nó vô lỗ tai. Hai bốn năm sáu bảy tám chín mười. Trời ơi, ăn chơi quá. Thằng kia ăn chơi quá trời ơi trời. Đừng sao chắc không cho nó đi nữa quá. Không phụ gì hết, ăn chơi không mà kêu má ơi má ơi. Lâu kêu má ơi má ơi. Rồi đi chơi tiếp. Chỗ này không có dấu chân người, chỉ có hang cua thôi. Hang cua to đùng. Mắt nhìn được trong nước, lỗ tai thông nước, lỗ mũi thở được dưới nước. Em còn là con người nữa không? Em không còn là con người nữa từ lâu rồi. Em đã tiến hóa nội tạng. 2, 4, 5 6 7 8 9 10